Theo sau tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights, tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc nhà hoạt động Trịnh Bá Tư hiện đang thụ án tù, bị đánh đập và cùm chân trong trại giam, trong khi hàng chục luật sư kiến nghị bãi bỏ biện pháp giam giữ hà khắc này. Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở ở Anh lên tiếng sau khi gia đình nhà hoạt động cho quyền đất đai gửi thư kêu cứu đến các lãnh đạo cấp cao nhất của nhà nước Việt Nam cùng Bộ Công an để yêu cầu điều tra và giải thích về việc ông tư bị kỷ luật phải chịu đánh đập và cùm chân 10 ngày. Bị đánh đập, biệt giam và bị cùm từ ngày này qua ngày khác là tra tấn hoặc ngược đãi. Minh Yu Ha, phó giám đốc khu vực phụ trách chiến dịch của ân xá quốc tế, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 9 về tình trạng của ông Tư. Các nhà chức trách Việt Nam phải ngay lập tức điều tra những cáo buộc này và bất kỳ thủ phạm nào cũng phải chịu trách nhiệm trước đó vào hôm 22 tháng 9, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam điều tra khẩn cấp một cách minh bạch và công bằng về những cáo buộc nghiêm trọng của Trịnh Bá Tư về việc quản giáo đã cùm chân và đánh ông. Ông Tư nhà hoạt động vì quyền đất đai và tự do ngôn luận bị chính quyền Việt Nam kết án 8 năm tù hồi năm ngoái về tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh trong bộ luật hình sự thường được dùng để dập tắt những tiếng nói bất đồng với Đảng Cộng sản.